đối phó một giác tỉnh cấp 9 mà thôi, đường đường là chân tổ còn muốn sử dụng thần hoàn. Đây thật sự là hoang đường. Sư phụ, thần hoàn này có tác dụng gì? Sao con không cảm nhận được trên người chân tổ có thay đổi gì hết? Con đương nhiên không phát giác được, thần hoàn đâu phải là thuật pháp công kích hay gia tăng gì chứ, mà là một biểu tượng cụ thể hóa của linh lực mạnh mẽ trong cơ thể của những người có cảnh giới từ phản tổ trở lên. Hơn nữa chỉ khi giải phóng lực lượng vượt 80% mới sáng lên. Vậy nên các lộ thần Phật con nhìn thấy từ trước tới nay gần như đều mang thần hoàn. Ồ, thì ra cái này không phải trùng hợp. Vương Trường Thanh làm thật rồi, vậy vở kịch này chắc sắp kết thúc rồi. Ta vốn niệm tình của nhà họ Thắng, định cho cậu một thi thể nguyên vẹn, nhưng cậu lại không biết điều như vậy. Nếu đã lãng phí sự dụng tâm của bản tọa, vậy thì chỉ đành xé xác cậu thành vạn mảnh. Tụ thành điểm, khống chế linh lực cực kỳ chuẩn xác, năng lượng không có tản ra. Loại trình độ này không phải phản tổ cấp 3 không làm được. Xem ra hôm nay phải tốn chút công phu rồi. Vừa hay cũng thuận tiện kiểm tra thành quả tu luyện riêng với Thái Hoàng Kinh của mình trong mấy năm nay. Như thế nào, cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch thực lực tuyệt đối chưa? Không có sự chống đỡ của cảnh giới, mặc cho bản lĩnh pháp thuật của cậu cao cỡ nào cũng chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng. Tạm được, cũng chỉ như cảm giác đi ngủ đè tê tay thôi. Ha, linh lực trong cơ thể của cậu rõ ràng đã khô cạn, còn dám cứng miệng ở trước mặt bản tọa. Thật là hết thuốc chữa. Thiên cương 36 thức. Chấn động trời đất. Chính là lúc này. Không tránh ư. Đây là lôi kiếp. Cậu, đột phá rồi ư. Không, không đúng. Cậu ta vẫn là giác tỉnh cấp 9 đỉnh phong. Lẽ nào là... Thiên cương 36 thức. Bàn thạch chi cố. Tôi vậy mà. Không, không thể nào. Chuyện này không thể nào. Đùa cái quái gì thế? Mình nhất định đang làm mơ. Lĩnh vực cấm kỵ là tồn tại trong truyền thuyết. Trên đời này không ai có thể làm được. Cậu không thể làm được. Lĩnh vực cấm kỵ, đó là cái gì? Đạo nghịch thiên trong truyền thuyết. Người bước vào lĩnh vực cấm kỵ có thể vượt đại cảnh. Lấy dưới khác trên. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.